May và Thiên đi làm thiện nguyện, nhưng trên đường về, cả hai đã gặp tai nạn. May! May, em không sao đâu. May, tôi cần bác sĩ. Ở đây làm gì có bác sĩ? Hả? Bởi vì bệnh viện cách nơi này cả chục cây số lận. Bác sĩ, điều anh cần làm ngay bây giờ là phải cầm máu cho bệnh nhân. Tôi chỉ sợ rằng nếu bị sốt cao, bệnh nhân có thể lâm vào tình trạng co giật đó. Ở nơi hẻo lánh, không trạm xá, không bác sĩ, liệu Thiên sẽ phải làm gì để cứu May? Nếu máu vẫn tiếp tục chảy, anh phải nâng chỗ vết thương cao hơn so với vị trí của trái tim. Đón xem tập 20 bộ phim Yêu Thầm, phát sóng lúc 11:50 ngày 26 tháng 3 trên sóng QRT.